Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Khảo sát cho thấy 63% người Mỹ không theo kịp chi phí sinh hoạt tăng vọt. Một cuộc khảo sát mới của NBC News cho thấy 65% công dân Mỹ không tán thành cách Joe Biden giải quyết tình hình chi phí sinh hoạt và 58% không tán thành cách ông giải quyết tình hình kinh tế nói chung. 63% cử tri Mỹ được khảo sát nói rằng thu nhập của họ không theo kịp chi phí sinh hoạt. NBC News thực hiện cuộc thăm dò từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 với 1.000 cử tri Mỹ ghi danh bầu cử. Cuộc khảo sát có biên độ sai số 0-3.1 điểm phần trăm. Kết quả khảo sát này tương đồng với kết quả một cuộc khảo sát khác do Gallup thực hiện vào tháng 8, cho thấy 56% người Mỹ nói rằng giá cả tăng cao đang gây ra khó khăn tài chính cho gia đình của họ. Cuộc khảo sát của Gallup cho biết 12% người Mỹ mô tả khó khăn là nghiêm trọng và 44% mô tả khó khăn là trung bình. Ngày 15 tháng 9, Cơ quan Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy giá cả cùng tăng trên một loạt các mặt hàng trong tháng 8. Nhiều mặt hàng tăng giá rất mạnh, trong đó giá thực phẩm tăng vọt trong vòng một năm qua. Chỉ số thực phẩm tại nhà đại diện cho thực phẩm được mua ở những nơi như siêu thị để tiêu thụ tại nhà tăng 13.5% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức tăng lớn nhất trong 12 tháng kể từ tháng 3 năm 1979. Cơ quan Thống kê Lao động cho biết giá cả thực phẩm khác tại nhà bao gồm đường và đồ ngọt cũng như dầu mỡ tăng 16.7% và giá ngũ cốc và các sản phẩm bánh mì tăng 16.4% trong năm kết thúc vào tháng 8. Các nhóm thực phẩm lớn còn lại mà được mua tại siêu thị đều tăng từ 9.4% hoa quả và rau củ đến 16.2% sữa và các sản phẩm liên quan. Tin từ Chicago, Hoa Kỳ kết án một cựu sinh viên Trung Quốc vì tội làm gián điệp. Theo Tribune News Service, ngày 27 tháng 9, sau 2 tuần xét xử, buổi thẩm đoàn tại thành phố Chicago kết tội Ji Chokon, 31 tuổi, âm mưu làm đặc vụ ngầm cho Bộ An ninh Trung Quốc mà không khai báo cho chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời khai mang về mối liên hệ với các cơ quan nước ngoài. Theo cáo trạng, Ji đến Chicago vào năm 2013 để học về kỹ sư điện tử tại Viện Công nghệ Illinois, trường tư nhân có quan hệ đào tạo với các đại học Trung Quốc. Trong một chuyến nghỉ đông, Ji về Trung Quốc và tiếp xúc với nhân viên Bộ An ninh, sau đó nhận hợp đồng bí mật phải thu thập thông tin về các công dân Mỹ chuyên về lĩnh vực không gian, trí tuệ nhân tạo và hàng không mẫu hạm. Ji chụp ảnh tờ hợp đồng và 6.000 Mỹ Kim nhận được để chi tiêu tại Hoa Kỳ. Sau đó, Ji tổng hợp báo cáo về 8 công dân Mỹ gốc Đài Loan hoặc Trung Quốc chuyên về ngành khoa học công nghệ mà hầu hết làm cho các nhà thầu quốc phòng. Báo cáo được gửi về cho người quản lý của Ji và đựng trong phong bì ghi là câu hỏi kiểm tra giữ kỳ. Năm 2015, Ji tốt nghiệp và một năm sau, Ji ghi danh vào lực lượng dự bị lục quân Hoa Kỳ theo chương trình tuyển người nước ngoài có kỹ năng phù hợp cho lợi ích quốc gia Hoa Kỳ. Ji bị bắt cách đây 4 năm và vẫn bị giam từ đó. Tội gián điệp nghiêm trọng có mức án tối đa 10 năm tù. Thẩm phán Ronald Guzman chưa công bố ngày tuyên án. Cáo buộc đối với Ji được đưa ra là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn, dẫn đến việc bắt giữ cựu viên chức tình báo Su Sayong của Trung Quốc vào năm 2018 tại Mỹ. Su bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị kết án vào tháng 11 năm 2021 vì tội tìm cách đánh cắp bí mật thương mại từ nhà thầu quân sự GE Aviation. Su sẽ bị tuyên án trong năm nay. Tin từ California, thống đốc Newsom khẳng định sẽ không ra tranh cử tổng thống năm 2024. Là một đảng viên dân chủ hàng đầu thường xuyên chỉ trích gay gắt các đối thủ Cộng hòa, thống đốc Gavin Newsom được coi là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn tại Texas Tribune Festival được tổ chức ở Austin với sự góp mặt của chính khách thuộc hai đảng chính trị, thống đốc California khẳng định ông sẽ không ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Khi được hỏi sẽ ra ứng cử hay không thì ông Newsom trả lời, không có đâu, không hề có, tôi đã nói điều đó bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, nếu biết tiếng Đức tôi sẽ nói bằng tiếng Đức. Ý tôi là tôi không thể liên tục trả lời cho cùng một câu hỏi, tuy nhiên tôi cảm thấy rất vui khi được hỏi. Tin đồn hiện nay xoay quanh việc ai có thể là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong trường hợp Joe Biden không ra tái tranh cử. Ông Newsom nói thêm, đối với tôi, California thực sự là một món quà tuyệt vời, một tiểu bang rộng lớn có đến 40 triệu dân.
Tiểu bang này là nơi thí nghiệm về dân chủ và chúng ta có thể cân nhắc những ý tưởng có tác động đến khắp đất nước này. Tôi rất hãnh diện về đặc ân đó và tôi không hề coi thường điều này. Thống đốc nhiệm kỳ đầu tiên đã thoát hiểm sau cuộc bỏ phiếu đòi truất phế ông vào năm 2021, khi hơn 60% cử tri quyết định không bãi nhiệm ông. Ông được cho là sẽ giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử vào tháng 11 trước đối thủ là dân biểu tiểu bang Brian Daley của đảng Cộng Hòa. Ông nói tôi suýt bị bãi nhiệm năm ngoái, họ đuổi theo tôi rất sát. Điều đó làm tôi thức tỉnh. Tình hình ở chính trường khiến người ta dễ bị tổn thương. Bàn tay phải bắt bàn tay, nhưng bàn tay trái có thể cầm dao đâm sau lưng nhau. Tin từ Florida, chồng bắn chết vợ cũ và con riêng của vợ khi không tiết kiệm điện. Một cư dân Florida bắn chết vợ cũ và con trai riêng của cô trong cuộc tranh cãi về việc bật đèn điện trong nhà. Theo US Today hôm 18 tháng 9, Michael William, 47 tuổi, bắn chết vợ cũ và con trai riêng của cô trong cuộc tranh cãi về vấn đề tiết kiệm điện. Nghi can nghĩ rằng hóa đơn tiền điện tăng quá cao do sử dụng lãng phí. Để cắt giảm chi phí, William làm một ổ khóa trên bảng điện và chỉ bật đèn sáng khi thấy cần thiết. Tuy nhiên, người vợ cũ Marsha Evan William, 48 tuổi, không thích điều này. Với sự giúp đỡ của con trai riêng là Robert Adam, 28 tuổi, cô tháo ổ khóa và bật đèn trong nhà. Thấy vợ cũ không chịu tiết kiệm điện, William rất tức giận và cả hai nảy sinh cãi vã, rồi kết thúc bằng một vụ giết người. Sau khi án mạng, William gọi 911 và nói rằng anh ta sử dụng súng để tự vệ sau khi vợ cũ và con riêng của vợ tấn công anh. Tuy nhiên, cảnh sát coi đây là lời nói dối vì không có vết thương nào được tìm thấy trên người của William. Cảnh sát Brian Henderson cho biết trong năm qua, cảnh sát được gọi đến nhà William 5 lần vì những cuộc cãi vã giữa anh ta với vợ, nhưng không có cáo buộc về hành vi bạo lực. William và vợ cũ thường xuyên cãi nhau về các vấn đề trong nhà, bao gồm nguồn điện cho ngôi nhà, nơi cả hai vẫn sống chung sau khi ly hôn vào tháng 6. Theo cảnh sát, William bị buộc tội lạm dụng trẻ em, bạo lực gia đình và lăng mạ nhân viên thực thi pháp luật. Nghi can đang bị giam giữ vì tình nghi giết người. Vũ khí duy nhất được tìm thấy trong nhà là khẩu súng của William. Cả hai đã kết hôn 10 năm và không có con chung. Tin từ California, một phụ nữ ở Patterson bắn chết kẻ say rượu đột nhập vào nhà. Theo đài truyền hình của địa phương KCRA hôm thứ Bảy 24 tháng 9, một phụ nữ ở thành phố Patterson, California bắn chết một người đàn ông say rượu, cố đột nhập vào nhà và đánh nhau với chồng của bà. Sở cảnh sát Dallas County cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 phút tối thứ Bảy 24 tháng 9 trên đường Ashwood Lane. Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy thanh niên Angelo Santana, 22 tuổi, nằm chết gần lối vào của ngôi nhà. Sau khi phân tích camera giám sát và điều tra nhân chứng, họ nhận thấy nghi can Santana đang trong tình trạng say xỉn và cố tìm cách xông vào nhà. Theo biên bản của cảnh sát, ông Giang Luân, 45 tuổi, đã chặn nghi can Santana lại và hai bên bắt đầu có cuộc đánh nhau kịch liệt trước cửa nhà. Khi đó, bà Yu Hui Rang, 50 tuổi, chạy lên lầu lấy một khẩu súng lục rulo ổ quay mà bà vừa mua một ngày trước đó. Nhà chức trách cho biết bà Rang nổ súng để tự vệ cho chồng mình và bắn cho đến khi súng hết đạn. Hai vợ chồng người chủ nhà đang hợp tác điều tra với cảnh sát. Hiện nay, cảnh sát chưa thực hiện vụ bắt giữ bà Rang. Theo sở cảnh sát, điều tra sơ khởi cho thấy đây nhiều phần là trường hợp phòng vệ. Nhà chức trách cũng cho biết nghi can Santana thường đến nhà người khác bất ngờ mà không báo trước, với lý do là muốn tìm kiếm bạn bè. Cảnh sát nói rằng bất kỳ ai có thêm thông tin liên quan đến vụ án vui lòng gọi cho điều tra viên George Grass qua số điện thoại là 209-652-0518. Theo đài truyền hình địa phương KCRA, Patterson là thành phố với khoảng hơn 22.000 dân thuộc San Luis County nằm ở miền trung của California. Một lần nữa, Thúy Hằng kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại tiếp theo.